thịt bờ gia dinh bị cấm vào Việt Nam, thịt bò Lào rất ngon sắp tấn công Hà Nội. Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi cơn bão thịt bẩn bờ gia dinh. vụ bê bối thịt bẩn đang khiến đất nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu thịt bò, thịt gà điêu đứng. Mặc dù cách đây ít ngày bờ gia dinh đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng không vì thế mà họ tránh được các biện pháp trừng phạt thương mại từ thị trường thế giới. Mới đây, Hàn Quốc và Trung Quốc đã cấm nhập khẩu mọi loại thịt có nguồn gốc từ bờ da Riêng tại Việt Nam, ngày 23 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định tương tự. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, may mắn cho người tiêu dùng Việt là từ đầu năm đến hết 15 tháng 3 năm 2017, cả nước mới nhập khẩu gần 3.000 tấn thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được, có xuất xứ từ bờ da zin không có sản phẩm từ hai tập đoàn GPS và BRF cũng như 21 nhà máy đang bị điều tra. Thịt hút khói Việt, thịt bò khô Lào Từ chuyện thương hiệu quốc gia Bờ Gia Dinh đang phải trả giá đắt, ít nhất trong lĩnh vực thực phẩm. Vì một vài doanh nghiệp làm ăn bất chính, nhìn lại mới thấy các cơ sở sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm bẩn tại Việt Nam trước đây và hiện nay quá sướng. Họ chưa hề bị một án hình sự nào suốt 5 năm qua. Trong khi đó, người tiêu dùng cũng không biết đâu mà lần, không thể dùng biện pháp tẩy chay bởi những trường hợp bị phát hiện thực phẩm bẩn đa số lại làm ăn manh mún nhỏ lẻ, không nhãn mát, không thương hiệu. Dẫn chứng mới nhất trên VTV24 cách đây đúng một ngày. Lực lượng chức năng phát hiện 3,5 tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối cùng 0,5 tấn thịt hun khói thành phẩm tại một cơ sở ở xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Không thể biết cơ sở này bán cho ai, bán đi đâu mà tránh. Đang nói ở chỗ nơi này được hoạt động với sự cho phép của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, từ rất lâu đã vượt qua nhiều đợt kiểm tra của lực lượng chức năng và hàng ngày hoạt động công khai đến nay mới bị phát hiện. Hẳn những ai thì Hẳn những ai thích món thịt hun khói sẽ phải xem lại lâu nay mình ăn loại nào, có nguồn gốc rõ ràng hay không, và tại sao lại không cân nhắc sử dụng thịt bò đến từ Lào. Bản tin thời sự VTV ngày 19 tháng 3 phát sóng sự thú vị. Tại một chợ đầu mối lớn bậc nhất ở thủ đô Viên chăn thịt bò tươi rất được tin dùng vì bò chăn thả tự nhiên, ăn cỏ, ăn rơm, thịt rất thơm ngon không bị người bán bơm nước làm tăng trọng lượng như ở việt nam nhận thấy nhu cầu ở việt nam nhiều cơ sở làm thịt bò khô tại lào đã tính phương án đưa thịt bò khô vào hệ thống siêu thị đại lý tại hà nội và thành phố hồ chí minh